Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin hôm nay, chúng ta sẽ tổng hợp lại những sự kiện nóng bỏng đã xảy ra trên chiến trường thực địa giữa Nga, Ukraine và những điểm nhấn chính trị xoay quanh một phương Tây tập thể. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên, chắc chắn rồi, đó là tình hình trên chiến trường thực địa. Nga đang thực hiện một loạt các cuộc tấn công ở nhiều mặt trận khác nhau. Đầu tiên là theo hướng trà giả, gần Bạc Mụt. Lực lượng vũ trang của Nga đang tập trung tấn công vào hai khu vực Ivanovsk và Bodanovka trong thành phố đang xảy ra những trận giao tranh ác liệt. Nhiệm vụ của Nga là tấn công vào trong các ngôi làng để chiếm được những cứ điểm kiên cố, qua đó ổn định đội hình rồi sẽ tiếp tục tấn công. Theo các nguồn từ chính phóng viên chiến trường Ukraine cho biết, họ thừa nhận rằng Nga đã kiểm soát một nửa của Ivanovsk, phần còn lại nằm trong vùng xám. Nếu chiếu theo bản đồ cập nhật mới nhất vào ngày 4 tháng 3 của Ukraine thì các báo cáo này hoàn toàn chính xác. Với tôi, chiếm được một nửa cũng đồng nghĩa với việc Ivanovské sẽ bị Nga tài chiếm chỉ trong ngày 1 ngày 2 mà thôi. Điều này được thể hiện qua những lần theo dõi tình hình trên chiến trường thực địa trước đây của tôi. Cứ mỗi lần Nga tiến vào trung tâm của một khu định cư thì họ chưa bao giờ thất bại trong việc tài chiếm nó. Vì vậy tôi tin chắc rằng Ivanovské sẽ được giải phóng chỉ trong ngày mai. Cách đánh của Nga ở khu vực Ivanovské này rất đơn giản. Đó là họ sử dụng lực lượng server vì có trách nhiệm tiêu diệt bộ binh và kho đạn dự trữ của kẻ địch ở khu vực Chashosa. Nói một cách đơn giản thì ngoài việc họ cử lực lượng tiến công vào hai khu vực Bonarovka và Ivanovske thì lực lượng Server V sẽ có trách nhiệm vòng ra đằng sau đánh vào trung tâm hậu cần của kẻ địch cũng tức là khu vực Chasota nơi trung chuyển chính khí tải cho lực lượng vũ trang Ukraine phòng thủ ở hai nơi trên. Nếu có thông tin gì mới ở hai khu vực này tôi sẽ cập nhật cho các bạn trong các bản tin tiếp theo. Trong khi đó ở khu vực gần Kubian, Nga đã phá hủy một thành trì kiên cố của Ukraine thuộc Kharkov theo báo cáo của phóng viên chiến trường nga thì các trinh sát của họ đã phát hiện ra những tòa nhà của lực lượng vũ trang ukraine đang cố thủ và sau đó quân khu phía tây đã dồn mọi hỏa lực để tiêu diệt tất cả các thành trì trên hiện tại vẫn chưa rõ thiệt hại của quân đội ukraine là bao nhiêu nhưng với thực trạng ukraine đang hết đạn pháo thì họ chỉ có thể chịu đựng những đợt tấn công dồn dập của người nga trong khi đó ở khu vực novomikhailovka nằm ở hướng marinka dưới adivka Đúng như tôi dự đoán trong các bản tin trước, bản đồ cập nhật mới nhất ở khu vực này đã cho thấy lực lượng vũ trang Nga đã công phá phía rìa ngoài của khu định cư và chuẩn bị tiến vào trung tâm của thành phố. Cũng theo một báo cáo mới nhất thì lữ đoàn số 79 của Ukraine đang bảo vệ ở nơi đây. Họ đã thừa nhận rằng Nga đang tiến vào trung tâm của Novo Michalica và chiếm giữ được trường học. Một đoạn video cờ Nga bay phất phới trong khu vực này đã chứng minh cho điều đó. Dựa theo tọa độ được công bố vị trí Nga đang đứng, chúng ta có thể thấy rằng có vẻ như Nga đang tiến sát tới trung tâm thành phố rồi. Tất nhiên bản đồ Ukraine chưa cho thấy những vị trí mới nhất của Nga Tôi nghĩ rằng vào ngày mai nó sẽ cập nhật đúng Như vậy có thể nói rằng nếu Nga nắm giữ được trung tâm của khu định cư Novo Mikhailovka Thì việc họ có thể tái chiếm được khu vực này như điều mà tôi đã nói lúc nãy là hoàn toàn gần như chắc chắn Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi một loạt các khu vực mà Nga đã tiến vào trung tâm sẽ đồng loạt báo tin vui trong khi đó, một khu vực mà tôi đã nói rất nhiều trong các bản tin trước đây đó là nằm phía sau Adipka, gồm Perichi, Olipka và Tonenke đang là những mục tiêu giao tranh chính. Trong khi khu định cư Olipka đã được những người Nga giải phóng gần như 99,9%, thì hai khu vực còn lại là Tonenke và Podichi vẫn đang trong trạng thái giao tranh. Tuy rằng hai khu vực này vẫn chưa ngã ngũ, nhưng có rất nhiều các chi tiết thú vị ở đây, đặc biệt là ở Podichi. Tính tới này, ở khu vực này, người ta đã phát hiện ra ít nhất hai chiếc xe tăng Abram của Mỹ, nâng tổng số những chiếc xe tăng Abram của Mỹ bị phá hủy lên con số 3. Vâng, ba chiếc xe tăng Abram vừa ló đầu ra đã bị những người Nga thiếu đốt. Đầu tiên là một chiếc được cho là nằm ở khu vực Donetsk nằm vất vưởng bên vệ đường Bởi vì nó đã phải chịu một cuộc tấn công vào phần phía dưới giày xích Làm cho không thể chạy được nữa Chiếc xe tăng Abram thứ hai bị những người Nga phá hủy Thì các bạn cũng đều biết Nó diễn ra vào cách đây vài ngày Khi mà lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng hai máy bay không người lái Để hoàn toàn có thể tiêu diệt nó Sau khi tiêu diệt chiếc xe tăng này Các chiến binh Nga đã được thưởng lớn lên tới hàng trăm nghìn đô la có lẽ chính vì điều này đã khiến lực lượng vũ trang Nga giờ đây nhìn những chiếc siêu tăng Abram của Mỹ còn hơn hổ đói và quá đen cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hôm nay, mùng 4 tháng 3, một chiếc siêu tăng Abram của Mỹ nữa đã lại lên địa. Và điều càng trùng hợp hơn là chiếc siêu tăng này cũng có mặt ở khu vực Podichi giống như chiếc siêu tăng thứ hai bị những người Nga phá hủy. Lần này cũng có đầy đủ các video được quay chụp rõ ràng. Thế nên, lực lượng vũ trang Nga thực hiện chiến dịch này sẽ lại một lần nữa chuẩn bị được nhận thưởng lớn. Báo cáo từ phóng viên chiến trường Nga chỉ ra rằng các binh sĩ của lữ đoàn quân trung tâm số 30 đã hạ gục một lần nữa chiếc xe tăng Abram thứ ba của Mỹ ở khu vực đồn bạt. Lần này lại là khu định cư Perichi. Đầu tiên, các chiến binh đã sử dụng súng phóng lựu để khiến cho chiếc xe tăng phải dừng lại. Sau đó, họ cắt cử một chiếc máy bay không người lái để kết liễu nó một cách nhanh chóng. Như vậy, một chiếc siêu tăng có giá thị trường khoảng 10 đến 12 triệu đô la đã bị một combo chưa tới 10.000 đô la hạ gục. Ngoài chiếc siêu tăng Abram thứ ba bị những người Nga đốt cháy sáng hơn đuốc thì một chiếc siêu tăng Abram dạng pha kè khác cũng đã bị tiêu diệt cùng với nó. Tại sao tôi lại gọi đây là chiếc xe tăng pha kè? Bởi vì nó chỉ được sử dụng cùng chung khung gầm với xe tăng Abram. Nhưng tác dụng thiết kế của nó không nhằm mục đích bắn nhau mà là để giả phá bom mìn Chiếc xe thiết giáp này được gọi là M1150 ABV. Nó đã cùng chung số phận khi đi cùng chiếc xe tăng Abram cũng phải thôi giờ đây abram như một thỏi nằm trầm thu hút những người nga hơn bao giờ hết bất cứ phương tiện nào di chuyển cùng với nó thì bị xác suất lên đĩa là rất cao tôi không biết chiếc xe tăng abram thứ ba này sẽ khiến cho những binh sĩ nga phá hủy nó được thưởng bao nhiêu nhưng chắc chắn là cũng không ít hơn chiếc xe tăng thứ hai vừa bị bắn hạ đúng là lãi còn hơn đánh để bảo sao những binh sĩ nga không điên cuồng như vậy một đằng thì phải bỏ một ăn bảy mươi đằng khác thì lại chẳng phải bỏ gì ăn gấp một trăm lần tiền thưởng có lẽ chính vì vậy mà lần đầu tiên trong lịch sử các binh sĩ của Nga đã gửi một lời nguyện cầu lên Tổng thống của Hoa Kỳ Joe Biden với mong muốn ông ấy sẽ đáp ứng nguyện vọng và tấm chân tình của những binh sĩ Nga. Một đoạn video được binh sĩ Nga quay và gửi cho Tổng thống Joe Biden với thông điệp như sau. Thưa ông Joe Biden, Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chúng tôi, những chiến binh Nga bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bạn vì những chiếc xe tăng Abram mà Hoa Kỳ đang cung cấp cho Ukraine. Có thể các bạn chưa biết, Chúng tôi sẽ được trả tiền thưởng khi tiêu diệt những chiếc xe tăng này Chúng tôi rất vui lòng với mong muốn các bạn sẽ gửi thêm Vì số lượng đã gửi là rất ít nên không đủ cho tất cả mọi người Chúng tôi phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm ra chúng Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao cho các bạn 10% phí bảo hiểm vào thẻ mìa cho mỗi chiếc xe tăng bị phá hủy Chúng tôi tin rằng Ngài là một người yêu nước thực sự và là Tổng thống tốt nhất của nước Mỹ Chúng tôi chân thành hy vọng sự hợp tác theo hướng đôi bên cũng có lợi được rồi, quả khịa này của những người Nga thì đúng là những người Mỹ cay hơn, hơn. Tuy nhiên, về mặt bản chất thì chiến binh Nga này nói cũng không hề sai. Việc gửi những chiếc xe tăng Abram là theo hướng đôi bên cũng có lợi. Mỹ thì dọn được kho bãi phế liệu để gửi cho Kiev, trong khi những người Nga thì có thể tiêu diệt xe tăng để mà lĩnh thưởng. Theo báo cáo của Nga thì những chiếc xe tăng Abram gửi cho Ukraine chỉ là những lon thiết rỗng. Có nghĩa là nó đã bị cắt bỏ đi mọi công nghệ mà những người Mỹ cần phải bảo mật. Tuy nhiên, khung sườn thì vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, tôi nghĩ người Mỹ sẽ không thiệt khi tiếp tục gửi những chiếc xe tăng này tới Kiev bởi Zelensky dù đang mất rất nhiều vùng lãnh thổ mới, vẫn đang tuyên bố rõ rạc trước truyền thông rằng họ đang chuẩn bị thắng Nga. Một thông điệp đăng trên kênh chính thức của Tổng Hải vào ngày hôm nay có nội dung như sau. Cuộc chiến này phải trở nên vô vọng đối với nước Nga, đối với bọn khủng bố. Họ phải cảm nhận được rằng có một sức mạnh hủy diệt cho những ai đang cố gắng tìm cách tiêu diệt sự sống. Và chúng tôi có thể đảm bảo điều này mọi đối tác đều biết những gì được yêu cầu. Điều quan trọng là ý chí chính trị để biến điều đó thành hiện thực, để đảm bảo mức độ cung cấp sẽ giúp ích. Nếu điều này không xảy ra và Mỹ hoặc Châu thua xa hết của Iran hoặc máy bay phản lực Nga thì nó sẽ đi vào lịch sử như một trong những trường đáng xấu hổ nhất. Cài ác không bao giờ nên được khuyến khích, không phải dò những quyết định yếu kém, sự chậm trễ trong việc cung cấp hoặc sự thiếu quyết đoán. Vâng, bài phát biểu mới nhất của Tổng Hải đơn giản chỉ là chúng tôi sắp thắng Nga rồi, Mỹ và Châu nên nhanh chóng viện trợ đi. Còn không viện trợ là chúng tôi đang thắng sắp chuyển thành thua đó Tuy nhiên, theo những gì mà tôi tìm hiểu Việc Mỹ có thể viện trợ được cho Ukraine ít nhất cũng phải là qua tháng 4 Theo một báo cáo của CNN Thì một dự luật viện trợ mới cho Ukraine có thể sẽ được xuất hiện tại Hạ viện vào tháng 4 theo đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã gặp một nhóm đảng viên Đảng Cộng Hòa để xây dựng một dự luật cho lưỡng đảng mới về vấn đề trên. Dự thảo sẽ bao gồm hỗ trợ cho Kiev cũng như các đối tác khác của Hoa Kỳ và yêu cầu tăng cường biên giới với Mexico. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn chưa đưa ra bất kỳ một quan điểm nào về kế hoạch và cũng không cam kết về việc tổ chức bỏ phiếu nếu dự luật này được nêu ra. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng đang có một cuộc cạnh tranh đòi hỏi lợi ích giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Nếu Đảng Dân Chủ đáp ứng những điều kiện của Đảng Cộng Hòa thì dự luật ủng hộ tiếp tục cho chế độ kép sẽ được thông qua. Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản như vậy là đủ. Vì vậy tôi mới nói ít nhất là phải vào tháng 5 nếu mọi chuyện thông thuận chế độ kép mới có thêm khí tài viện trợ. Câu hỏi bây giờ cần đặt ra là từ giờ tới lúc đó thì họ sẽ mất thêm bao nhiêu phần lãnh thổ mới đây? Đó là câu chuyện của người Mỹ, còn người Đức vào lúc này vẫn đang phải đóng bỉm sau khi đã bị lộ một đoạn ghi âm với ý định tấn công vào cây cầu Krum. Người Đức đang cố gắng đổi lỗi cho vụ dò dỉ thông tin là một cuộc chiến truyền thông của Nga. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của truyền thông là đoạn ghi âm có đúng sự thật hay không thì ông ấy đổi cho lỗi tất cả là tại Putin. Nguyên văn lời trả lời phỏng vấn của Pistorius có đoạn Đây là một phần của cuộc chiến thông tin mà Putin đang tiến hành Hoàn toàn không có nghi ngờ gì về điều đó Đó là một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm mục đích làm sai lệch thông tin Đây đơn giản chỉ là một sự chia rẽ Với mục đích làm suy yếu quyết tâm của chúng ta Theo đó chúng ta nên phản ứng một cách đặc biệt bình tĩnh Nhưng không kém phần kiên quyết làm chính trị gia ở phương Tây có vẻ cũng nhàn Muốn nói gì thì nói, muốn đổi cho ai thì đổi Chẳng cần biết nó có hợp logic hay không Họ bàn nhau lên kế hoạch tấn công khủng bố và sâu trong lãnh thổ của Nga. Nhưng khi bị người ta phát hiện thì lỗi chắc chắn rồi. Tất cả là tại Putin. Nói thật là nghe đến đây tôi muốn chửi thể lắm. Nhưng mà thôi, phải ngoan. Thì khán giả của kênh kiến thức chuyên sâu mới thường. Tất nhiên là tôi không nói không có nghĩa là người Nga không nói. Điển hình nhất chính là Dmitry Medvedev, phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia Nga. Người ấy mà luôn có tính nóng hơn kèm. Ông ấy đã đăng một thông điệp trên kênh chính thức của mình như sau. Tôi nghĩ rằng việc minh hoàn cho liên minh chính trị cầm quyền ở Đức bây giờ sẽ bắt đầu để nhằm làm dịu đi sự phẫn nộ của công chúng trước cuộc trò chuyện của các sĩ quan không quân Đức. Giống như đây đều là mưu đồ của quân đội, họ thích nói chuyện như vậy, không cho họ ăn bánh mì, hãy để họ chơi một trò chơi chiến tranh. Sự lãnh đạo chính trị dân sự không liên quan gì đến nó cả. Hơn nữa, đứng đầu ban lãnh đạo này là một anh chàng yêu chuộng hòa bình, mang cái tên Stroh, người từ chối giao tên lửa tầm xa, tàu rút cho những kẻ Bandera. Không ai biết liệu giới lãnh đạo chính trị và cá nhân Thủ tướng Olaf Scholz có biết hay không Nhưng ngay cả khi họ không biết và không ra lệnh bất cứ điều gì như thế này Thì lịch sử cũng có nhiều ví dụ khi quân đội có thể đưa ra những quyết định Thay cho các chỉ huy dân sự về việc bắt đầu chiến tranh hoặc kích thích nó Những kẻ này có thể đến gặp Olaf Scholz và nói Thưa Thủ tướng, một tên lửa đã bị bắn hạ ở Ukraine Theo loại và quỹ đạo của nó, nó đang bay tới Berlin Olaf Scholz sẽ trả lời như thế nào nhỉ? rõ như ban ngày vì vậy những nỗ lực trình bày cuộc trò chuyện của các sĩ quan không quân đức như một trò chơi bắn tên lửa vào xe tăng là một lời nói dối ác ý được đang chuẩn bị có chiến tranh với nga theo tôi ý của dmitry medvedev rất rõ ràng đó là nga đã sẵn sàng chiến tranh với đức chỉ là họ có dám hay không có thể nói sau vụ dò dỉ đoạn ghi âm các tướng lĩnh của quân đội đức thì đang có một sự hỗn loạn thật sự ở nato tờ wall street journal của mỹ chỉ ra rằng bản ghi âm vụ tấn công cầu krum bị dò dỉ có thể làm sâu sắc thêm dạn nứt trong nato theo Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời các quan chức Đức thì đoạn ghi âm này là xác thực, đồng thời cũng chỉ thêm rằng cuộc họp diễn ra trên nền tảng trực tuyến mà không được mã hóa. Việc này đang làm cho mối quan hệ của Đức trở nên căng thẳng với các đồng minh NATO, nó khiến cho việc chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus của Đức cho Ukraine trong tương lai ít có khả năng xảy ra. Và nếu nó xảy ra, Đức sẽ bị đẩy vào cuộc chiến của Nga gần hơn bao giờ hết. Đây là điều mà chắc chắn các công dân của Đức cũng như các chính trị gia đều không muốn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ phải cẩn trọng hơn trong các gói viện trợ mới cho Ukraine. Mỗi một bước đi sải sọt sẽ có thể xảy ra một cuộc chiến không chỉ cho Đức mà còn cho cả NATO. Chúng ta sẽ đề cập tới một chi tiết rất thú vị ở diễn đàn số chỉ. Tâm điểm của nó lại là buổi hội thảo của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Nơi ông đang tham dự một diễn đàn mang cái tên Biên giới địa lý và chiến lược tại cuộc thi Marathon, tri thức đầu tiên. Điểm đáng chú ý trong cuộc đối thoại này đó là Dmitry Medvedev đã công bố lãnh thổ của Ukraine trong tương lai, nhưng mà nó lạ lắm. Sau đây, tôi sẽ trích dẫn những ý chính trong bài phát biểu của Dmitry Medvedev gửi tới toàn thể các công dân Liên bang Nga. Đầu tiên là về biên giới chiến lược của Nga. Ông ấy nói rằng, biên giới mang tính địa lý và chiến lược chúng chỉ trùng khớp với những quốc gia không có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của toàn cầu với sự sụp đổ của trật tự thế giới đơn cực mọi trung tâm lớn trên hành tinh sẽ cố gắng bảo vệ các biên giới chiến lược của mình nga giống như bất kỳ cường quốc nào tất nhiên có đường biên giới chiến lược vượt xa danh giới địa lý và chúng không dựa trên lực lượng quân sự hay đầu tư tài chính mà trên cơ sở vững chắc hơn nhiều gần như không thể lay chuyển các lãnh thổ ở cả hai bên bờ sông Dnipro là một phần không thể thiếu trong biên giới lịch sử chiến lược của Nga. Mối quan tâm chính của chúng tôi không phải là việc chiếm lại những vùng đất mới. Đó là điều mà phương Tây đang cố gắng chỉ trích chúng ta. Việc quan trọng đối với chúng ta là bảo vệ chủ quyền. Có thể dự đoán được các quốc gia láng giềng hoạt động vì lợi ích của sự thịnh vượng của người dân và cộng đồng quốc tế. Thứ hai, về sứ mệnh của Nga, Moscow hôm nay đang hoàn thành một sứ mệnh đặc biệt, định mệnh trên thế giới toàn cầu và không còn nghi ngờ gì nữa. Sứ mệnh này sẽ hoàn thành, mọi người sẽ phải tính đến vị trí của Nga, đặc biệt vì hầu hết các nước trên thế giới đều cần một nước Nga hùng mạnh, không thể vực dậy Liên Xô như xưa được. Tuy nhiên, Nga chính là người thừa kế xứng đáng của Liên Xô, có những bộ phận không thể thiếu mà ngày này nó sẽ phải trở về quê hương. Thứ ba, về Ukraine. Ukraine tất nhiên là Nga, khái niệm thay thế phải biến mất mãi mãi. Hoạt động quân sự đặc biệt là một phản ứng bắt buộc nhưng khá hiệu quả đối với chính sách bài Nga của chế độ Bandera và tập thể phương Tây. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt đến hồi kết hợp lý, đi đến chiến thắng cuối cùng, đến sự đầu hàng của phe quốc xã mới các cuộc đàm phán về Ukraine có thể thực hiện được không phải với chính quyền hiện tại ở Kiev mà chỉ với một số người mới khi họ nhận ra thực tế đã phát triển trên trái đất. Mọi người đều hiểu rất rõ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đất đai, chúng tôi sẽ không cần đất đai của người khác, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ đất đai của mình thứ tư về các quốc gia láng giềng moscow không có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng nga không áp đặt ý chí chính trị đối với các nước láng giềng tốt của mình không bảo họ phải sống như thế nào không đe dọa họ bằng các biện pháp trừng phạt chính ở phương tây họ đang cố gắng tạo điều kiện cho sự ngờ vực và thù địch rõ ràng giữa nga và các quốc gia láng giềng thứ năm những tin tức về mối đe dọa từ nga phương tây đã quen với những câu thần chú điên cuồng về mối đe dọa từ nga đây là một hàng số kinh tởm của thế giới anglo sắc sống. Ý tưởng của họ đã lỗi thời Thế giới đã trở nên phức tạp hơn nhiều so với trước đây, đồng thời nó cũng trở nên thông minh hơn. Hiện tại, Moscow đã sẵn sàng cho mối quan hệ mang tính xây dựng với các nước châu Âu, nhưng họ quyết định trở thành con vật câm lặng cho Hoa Kỳ và các chính trị gia của họ đã trở thành những kẻ phản bội lợi ích quốc gia của chính mình. Phương Tây muốn thu hẹp nước Nga trong danh giới công quốc Moscow, nhưng đây là mục tiêu cố tình không thể đạt được. Thứ sáu, về chính trị ở Hoa Kỳ, quan hệ Nga-Mỹ hiện còn tồi tệ hơn thời khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba đây là một cuộc chiến toàn diện chống lại nga bằng vũ khí mỹ với sự tham gia của lực lượng đặc biệt mỹ và cố vấn mỹ cựu tổng thống donald trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới nếu cuối cùng không bị tống vào tù và tổng thống hiện tại joe biden cũng có cơ hội tuy nhiên bất cứ ai được bầu thì vị tổng thống này vẫn sẽ theo đuổi một chính sách ngăn chặn hoàn toàn rõ ràng đối với đất nước chúng tôi đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ và điều này thật đáng buồn hoa kỳ sẽ không chịu đựng nếu ai đó bắt đầu sử dụng các phương pháp riêng của họ để chống lại họ Mỹ sẽ cố gắng dồn một con nhím dưới mông trần của Washington. Hoạt động như vậy sẽ gặp phải sự phản đối gay gắt nhất của Hoa Kỳ và cũng có thể sẽ kết thúc trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 2.0. Thứ bảy, về mối quan hệ với cả Đức, Nga sẽ không quên cuộc trò chuyện bị dò dỉ giữa các sĩ quan Đức thảo luận về vụ tấn công cây cầu Crimea, con đường ngoại giao không bị đóng, nhưng họ phải hiểu những gì chúng tôi đã làm với họ trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và cuối cùng là về mối đe dọa hạt nhân, Mối đe dọa chính hiện nay là mối đe dọa xung đột hạt nhân cho dù nó nghe có vẻ tầm thường đến mức nào và mối đe dọa này sẽ còn tồi tệ hơn gấp trăm lần so với trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Được rồi, đây là ý chính trong bài phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Trong phần nói về Ukraine, chúng ta có thể thấy màn hình đã công chiếu một bản đồ mới của chế độ Kiev trong tương lai. Mà qua đó, chúng ta có thể thấy phần lớn lãnh thổ thuộc về Liên bang Nga và chỉ có một phần nhỏ duy nhất ở thủ đô Kiev thuộc về Ukraine trong tương lai, bao gồm cả những phần lãnh thổ của họ sẽ bị mất vào tay Ba Lan, Romania. Khi công bố tấm bản đồ này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev đã nói rằng có lần một trong những cựu lãnh đạo của Ukraine nói rằng Ukraine không phải là Nga, khái niệm này phải biến mất mãi mãi. Ukraine tất nhiên là Nga, Đồng thời ông cũng phát biểu dựa trên bối cảnh một bản đồ mà Ukraine ở dạng hiện tại không có mặt phần lớn lãnh thổ của nó về phía đông, bao gồm cả vùng Odessa được sơn cùng màu với Nga, chỉ có phần trung tâm ở Kiev được sơn màu vàng. Hai khu vực màu xanh da trời đậm nằm hai bên Kiev là Chemisky và Vinista cũng thuộc lãnh thổ Ukraine giờ đây trong tương lai có vẻ như nó sẽ thuộc về Romania. Trong khi đó, toàn bộ khu vực phía sau của Kiev là thành phố Lviv, Ugorov và Khmelnytsky lại có màu xanh nhạt các khu vực này cũng là lãnh thổ của Ukraine Nhưng có vẻ như trong tương lai nó sẽ thuộc về Ba Lan Bởi vì nó được tô sơn cùng màu với cả quốc gia này Như vậy nếu những tuyên bố này của Dmitry Medvedev là thật Thì Nga đã định hình chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ra sao Họ không hề muốn tất cả những phần lãnh thổ của Ukraine Như điều mà Dmitry Medvedev đã nói rõ ràng Nga chỉ cần đất của mình và chỉ của mình mà thôi Nhưng Ukraine thì lại có quá nhiều đất của Nga Thế nên chiến dịch này sẽ mang những vùng lãnh thổ của Nga trở lại quê hương Nhưng Nga không lấy tất cả cái gì của Nga sẽ thuộc về Nga Còn cái gì đã từng là của Ba Lan, của Rumani thì sẽ thuộc về bọn họ Đây giống như là cách Nga công bố với thế giới Về việc họ sẽ phân chia địa bàn tại Ukraine giữa Nga và NATO Theo tôi, chiến thắng của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt Có lẽ là theo tấm bản đồ này Còn nếu Nga không thể thắng, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nữa Có lẽ nó sẽ là một thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, nếu nhìn tấm bản đồ này Thì toàn bộ những khu vực trọng điểm như là Odessa, Kharkov, Nikolaev Sẽ bắt buộc phải trở về với đất mẹ Chúng ta hãy cùng nghe các công dân của thế giới đánh giá như thế nào về tấm bản đồ của Dimitri Medvedev. Một tài khoản tên là Thunder 26 phản hồi như sau. Các bạn sẽ không bao giờ biết những cuộc đàm phán bí mật đang diễn ra đằng sau hậu trường giữa Nga với Hungary, Rumani và Ba Lan. Nhưng quốc gia thể hiện sự quan tâm đến miền Tây Ukraine không phải là một chuyện hy cấu. Ý tưởng này ngày càng đang được truyền bá nhiều hơn. Trong khi đó, một tài khoản tên là Waga thì phản hồi như sau. Được rồi, với tư cách là một người Rumani, tôi rất buồn vì chúng tôi sẽ không lấy lại được những vùng đất lịch sử của mình ở phía nam Moldova. Mặc dù việc lấy lại được Vinistia sẽ là một sự đền bù xứng đáng cho vùng đất thứ nhất. Đây có thể được coi là một thỏa thuận thỏa đáng trong khi đó một tài khoản tên là christopher thì phản hồi như sau đó là điều tốt nhất chúng ta có thể mong muốn cho người ukraine ít nhất một tỷ lệ khá lớn trong số họ có thể trở thành một thành viên của eu và nato và nếu họ đồng ý đàm phán nhanh chóng họ sẽ sống để xem kết quả này đó là tất cả những gì về nó phải không tôi thật sự không biết nữa có vẻ như các công dân của rumani và ba lan khá là thích thú với điều này nếu theo những lời bình luận của các công dân thế giới thì việc ukraine gia nhập eu và nato có thể hoàn toàn được hợp thức hóa thông qua các điều kiện trên Nga đang chơi chiều ném lợi ích cho các quốc gia của NATO, nhưng quốc gia này mặt ngoài có thể lên tiếng ủng hộ Ukraine, nhưng mặt trong có thể họ đang thực hiện chủ trương theo kế hoạch này. Nói chung, tình hình trên chiến trường thực địa, Nga hoàn toàn có khả năng để thực hiện những điều mà họ công bố. Hãy xem, EU đang chơi đều Zelensky như thế nào kìa. Thierry Breton, ủy viên của Liên minh châu, cho biết trước truyền thông rằng khối này hứa sẽ cung cấp đạn pháo cho Ukraine, nhưng chưa bao giờ nói rằng chúng sẽ được chuyển giao miễn phí. Phản hồi này của Breton được đưa ra sau khi Zelensky phàn nàn về việc EU đang yếu kém trong việc viện trợ đạn pháo cho chế độ Kiev. Zelensky đã nói rằng trong số hàng triệu quả đạn pháo mà Liên minh châu hứa cung cấp cho chúng tôi không phải là 50% mà chỉ là 30% trong số đã hứa. Chính vì vậy, ủy viên của châu Breton đã bác bỏ lợi nhận xét của Zelensky và tuyên bố rằng chúng tôi là cung cấp chứ không phải là cho đi miễn phí. Kế hoạch do EU phát triển đã vạch ra ba con đường chính để Kiev tiếp nhận đạn pháo. Thứ nhất là EU sẽ cung cấp miễn phí cho Ukraine 300.000 viên đạn, đồng thời cho biết rằng đến tháng 3 con số đó sẽ tăng lên 550.000 viên đạn. Kênh thứ hai là yêu cầu chính phủ Ukraine phải mua lại đạn diệt trực tiếp từ các công ty quốc phòng của Liên minh châu. Breton cũng cho biết Kiev đã mua khoảng 350.000 viên đạn pháo từ các nhà sản xuất kể từ khi cam kết được đưa ra. Như vậy, tính tới này, EU đã cung cấp cho Ukraine khoảng 900.000 viên đạn pháo. Nó gần sát so với lời hứa của EU sẽ cung cấp 1 triệu viên đạn pháo. Nhưng Liên minh châu nhấn mạnh rằng nếu chế độ Kiev vẫn muốn nhiều hơn thì họ phải liên hệ trực tiếp tới các ngành công nghiệp quân sự của EU bằng cách bỏ tiền ra mua chúng. EU cũng đã công bố khoản hỗ trợ tài chính mới nhất 1,5 tỷ euro cho chế độ Kiev mỗi tháng, nghĩa là Ukraine hoàn toàn có khả năng tự mua đạn dược từ phía EU. Được rồi, đơn giản và dễ hiểu cách mà EU đang vận hành cũng giống hệt như cách mà người Mỹ vận hành, đó là họ tài trợ tiền cho chế độ Kiev nhưng tiền đó chỉ được sử dụng với mục đích mua hàng từ các tổ hợp công nghiệp quốc phòng cũng như dân sự từ các quốc gia EU và Mỹ. Tóm lại Ukraine chỉ là những kẻ được thuê nhận tiền thầy và Zelensky sẽ được chim chuột một ít trong đó. Người dân Ukraine đang phải bán mạng mà chẳng hề có bất kỳ một lợi ích nào khác ngoài những khoản nợ tới đời con cháu của họ cũng chưa biết có giả được không. Theo tờ Washington Post của Hoa Kỳ cho biết, Zelensky và giới lãnh đạo quân sự Kiev đang đau đầu không biết lấy đâu ra thêm hàng nghìn binh sĩ để chiến đấu. Ấn phẩm này nói rằng Kiev đã không xây dựng được kế hoạch huy động rõ ràng vì điều này nảy sinh những bất đồng nghiêm trọng trong giới chính trị Ukraine Việc thiếu chiến lược huy động rõ ràng là nguyên nhân dẫn đến việc sa thải tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zalusny vào tháng 2 và người bổ nhiệm vào vị trí của ông ấy là syrsky thì chưa làm được gì mới. Sau 2 năm chiến sự, trượt thất bại liên tiếp trên chiến trường, ý thức về sự cần thiết của người dân đã phai nhạt dần trong khi nhiều binh sĩ hiện đang bị thương và kiệt sức. Đây là một trong những lý do mà tôi tin vào tấm bản đồ mà DG Medvedev công bố. Lý do thứ hai đó là Nga bắt buộc phải lấy Odessa và Nikolaev để tránh cho khu vực biển đen hạm đội của Nga ở trong trạng thái nguy hiểm. Trên Reuters đã có một bài viết với tiêu đề vào ngày hôm nay như sau. Ukraine cho biết máy bay không người lái của họ đã làm hư hại tàu tuần tra của hạm đội biển đen Nga gần Crimea. Cơ quan tình báo Ukraine đã thừa nhận hành động này. Họ nói rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và con tàu Sergei Kotov của Nga. Trong đoạn video chúng ta có thể thấy con tàu cô tốc của Nga đang cố gắng tấn công vào những máy bay không người lái cố gắng lao vào nó. Tuy nhiên, sự tấn công này có vẻ như không thành công bởi vì chúng ta nghe thấy một tiếng nổ rất lớn ở phía bên mạn phải của con tàu. Cũng theo quan chức Nga cho biết, sau vụ tấn công gần Crimea, giao thông đường sắt đã tạm thời bị dừng trên con cầu nối bán đảo Crimea với đất liền của Nga. Mọi thông tin về thiệt hại vẫn chưa được công bố. Giao thông đường cao tốc cũng bị đình chỉ trong vài giờ nhưng nó đã được mở lại ngay sau đó nhìn vào cuộc tấn công mới nhất của chế độ Kiev chúng ta có thể thấy rằng nó sẽ không thay đổi bất kỳ một cục diện nào trên chiến trường thực địa nhưng nó chắc chắn sẽ là một động lực để cho những người nga hướng tới việc tái chiếm khu vực Odessa và Nikolaev đây chính là hai khu vực chủ đạo mà chế độ Kiev thực hiện các vụ tấn công và sâu trong lãnh thổ của nga đặc biệt là khu vực Crimea chiếm được Odessa và Nikolaev thì hạm đội biển đen của nga mới có thể giải trừ được phong ấn và phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình trong khu vực Crimea Tóm lại chúng ta hãy cùng nhau chờ xem chiến dịch quân sự đặc biệt của những người Nga họ đang có ý định tiến xa như thế nào và trong tương lai nó có giống như những điều mà Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev công bố hay không? Hẳn các bạn còn nhớ trong video tối ngày hôm qua tôi đã nói về câu chuyện lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một chiến dịch tấn công vào con tàu cô tốp nằm trong khu vực Crimea. Chế độ Kiev đã sử dụng những chiếc xuồng không người lái gây ra một thiệt hại đáng kể cho con tàu của lực lượng hải quân Nga. Nhưng chắc chắn nó sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường bởi vì vào ngày hôm nay cơn cuồng nộ của những người Nga đã khiến cho một loạt những thiết bị tối tân của NATO về nơi chín suối. Bây giờ, chúng ta hãy điểm qua tình hình thực tế trên chiến trường. Đầu tiên là ở cư biển, gần khu vực Kharkov. Theo báo cáo của chính truyền thông Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tập trung quân đội tấn công vào khu vực Sikipka, nơi là cửa ngõ để có thể tiến vào cư biển. Một phóng viên chiến trường Ukraine đã rất bi quan và nói rằng Tôi không phải là một chuyên gia, nhưng sau khi đọc báo cáo từ Ukraine trên chiến trường, tôi có cảm giác như chúng đang không ổn. Bất chấp sự phòng thủ kiên cường và anh dũng của Ukraine, quân đội Nga vẫn đang tập trung nỗ lực chiếm đóng Sikipka để đảm bảo cửa ngõ cho cuộc tấn công rộng hơn vào khu biển. Phương Tây đang theo dõi và chờ đợi để làm cái gì vậy? Chà, có vẻ như từ báo cáo này chúng ta có thể khẳng định rằng Nga đang nỗ lực tấn công vào khu vực Sikipka. Chỉ cần giải phóng khu vực này, họ sẽ mở rộng cánh cửa để công phá khu biển trong tương lai. Và nếu lấy được cu biển thì tấm bản đồ mà Dmitry Medvedev công bố với chúng ta ngày hôm qua sẽ rất có thể trở thành hiện thực bởi cu biển cũng chính là cửa ngõ để tiến vào Kharkov. Vậy câu hỏi bây giờ chúng ta nên đặt ra là Nga sử dụng chiến thuật nào để có thể tiến công vào Sikipka? Câu trả lời cũng rất đơn giản đó là đánh vào khu vực trung chuyển hậu cần cho Sikipka. Và khu vực đó chính là ở cu biển có một cây cầu là tuyến đường huyết mạch để vận chuyển khí tải tới đó. Theo báo cáo của phóng viên chiến trường Nga cho biết, Lực lượng hàng không vũ trụ của họ đã thực hiện một chiến dịch tấn công cây cầu nối liền biển với Sikipka. Các máy bay chiến đấu đã làm hư hại nặng cây cầu, khiến địch không thể vận chuyển xe bọc thép cũng như khí tải ra tuyến tuyến ở Sikipka nữa. Vâng, nhìn vào video và nhìn vào bản đồ trong khu vực này, chúng ta thấy rằng Nga đang muốn phong tỏa Sikipka. bằng việc phá hủy cây cầu. Nếu chế độ ép không tìm ra cách để vận chuyển khí tài cần thiết tới khu vực Sikipka, thì tôi nghĩ rằng khu vực này bị những người Nga tài chiếm chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi đó, ở khu vực Novo Mikhailovka gần Marinka, theo hướng phía dưới của Adyka, trong một số video trước, tôi đã báo cáo rằng Nga đã tiến vào trung tâm của khu vực này. Và giờ đây, họ đang thực hiện những bước cuối cùng để có thể tái chiếm nó. Phóng viên chiến trường Nga trong khu vực này nói rằng họ đã thực hiện rất nhiều cuộc tấn công mỗi ngày. Ví dụ, như ngày hôm qua, có ít nhất 30 cuộc tấn công trong khu vực Novo Mikhailovka. Quân đội Nga đã tiến từ khu công nghiệp vào trung tâm. Giao tranh chủ yếu đang diễn ra dọc theo tuyến đường trong khu vực này là Timiraev, Shevchenka, Sobona. Được rồi, nếu nhìn theo bản đồ mới nhất do Ukraine cung cấp thì chúng ta có thể thấy vị trí màu đỏ là khu vực tiến công của lực lượng vũ trang Nga. Nó đang nằm trong khu vực trung tâm của Novo Mikhailovka. Vì vậy, giao tranh quyết liệt được báo cáo ở ba tuyến đường trọng điểm mà tôi đã nói ở trên là hoàn toàn hợp lý. Nga đang tấn công Novo Mikhailovka từ hai hướng. Chỉ cần họ hoàn toàn nắm giữ được khu vực trung tâm thì việc tái chiếm khu vực này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, ở các khu vực khác, tình hình còn thảm thương hơn rất nhiều. Một tin tức cực kỳ cực kỳ không vui cho chế độ Kiev và NATO khi mà một loạt các hệ thống hài mát cũng như siêu tăng Abram đã đồng loạt lên đĩa. Điều giờ khóc giờ cười ở đây là chiếc siêu tăng Abram thứ ba của Mỹ cũng bị bắn hạ ở khu vực chỉ. Cho tới nay, tôi mới ghi nhận được hình ảnh của bốn chiếc xe tăng Abram của Mỹ trong đó có 3 chiếc chắc chắn là bị những người Nga bắn hạ ở khu vực chỉ còn một chiếc còn lại nằm vất vưởng trên vệ đường ở khu vực Donetsk. Chiếc này không hề có thông tin về việc Nga đã bắn hạ và tôi cũng chưa thể xác nhận được khu vực này nằm ở đâu và thuộc quyền kiểm soát của ai. Tóm lại, tạm thời chúng ta có thể khẳng định rằng Nga đã tiêu diệt 3 chiếc xe tăng Abrams của Mỹ và sẽ được nhận thưởng lớn. Nói về chiếc xe tăng a mới nhất của Mỹ bị tiêu diệt được công bố vào ngày hôm nay tức mùng 6 tháng 3, nó nằm ở khu vực Perdichi. Báo cáo phía Nga chỉ ra rằng các binh sĩ Siberia thuộc lữ đoàn đặc nhiệm cận vệ số 24 của quân khu trung tâm đã tiêu diệt chiếc xe tăng của Mỹ bằng tên lửa chống tăng. Được rồi, tôi cứ nghĩ lớp giáp của siêu tăng Abrams xịn xò so con bỏ như thế nào Hòa giả nó cũng giống như bao chiếc xe tăng khác Cũng chỉ cần sử dụng một tên lửa chống tăng là có thể cháy to hơn được có lẽ giờ đây các binh sĩ Nga đang mong mỏi mình được điều đến khu vực chiến tuyến bờ địa chỉ nhất Bởi bờ địa chỉ đã trở thành một điểm làm giàu nhanh chóng cho các chiến binh Nga ba chiếc xe tăng tương đương với khoảng 300.000 đô la tiền thưởng đặt cho cái tên siêu tăng Abram của Mỹ cũng là hợp lý bởi vì nó chẳng khác nào những căn nhà di động cho quân đội Nga. Muốn có nhà ở nhanh chóng khi về hưu ấy gì, cứ hạ một chiếc Abram đi, bạn sẽ không phải lo lắng về điều đó nữa. Tôi nghĩ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nên nghe lời kêu gọi khẩn thiết của một binh sĩ Nga trước đây rằng ông ấy nên gửi thêm những chiếc siêu tăng Abram cho chế độ Kiev. 31 chiếc là quá ít. Giờ đây, Nga đã bắn hạ ba chiếc xe tăng, cũng đồng nghĩa với việc còn có 28. Không tính một chiếc đang vắt vẻo ở khu vực Donetsk mà tôi chưa thể xác định. Hòa giả, việc tìm ra một chiếc Abram bây giờ và tiêu diệt nó còn khó hơn cả chơi sổ số với binh sĩ Nga. Ý tôi là khó trong việc tìm kiếm thôi, còn tiêu diệt nó thì lại rất dễ, quá nhanh chóng và đơn giản. Chỉ bằng một khẩu súng phóng liệu hay đôi khi vài chiếc máy bay không người lái giá rẻ là xong bạn sẽ có ngày 100.000 đô la nhét vào túi. Trong khi đó, ở khu vực Kherson, người ta cũng ghi nhận thánh khí hai mát của Hoa Kỳ cũng đã lên đĩa Được rồi, vũ khí của NATO thì toàn những tên gọi nghe rất là bắt tài, nào là siêu tàng, nào là thánh khí, nào là thần khí có thể thay đổi cục diện trên chiến trường. Nhưng cục diện duy nhất của nó là nằm phơi bụng trên chiến trường để chúng ta có những video mà xem. Theo các báo cáo mới nhất của phóng viên vào ngày hôm nay, hệ thống M142 Hai Mát, thánh khí của những người Mỹ hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc chơi cho lực lượng Kiev nhưng hệ thống này đã bị phá hủy cháy to hơn đuốc bởi tên lửa Iskander M của Nga. Đây là đoạn video chi tiết chân thực đầu tiên về việc lực lượng hàng không Nga đã tiêu diệt một hệ thống hai mát như thế nào. Trong video chúng ta có thể thấy những chiếc tiêm kích của Nga đã phát hiện hệ thống hai mát từ trên cao và sau đó họ sử dụng tên lửa Iskander M để phá hủy nó. Nhìn vào quy mô của vụ nổ, thì rất khó để những binh sĩ Ukraine có mặt trong khu vực này có thể sống sót. Một chi tiết mà chúng ta cần phải biết là những người điều khiển hệ thống hải mát này hầu như là các chuyên gia tới từ NATO dưới cây mạc lên đánh thuế. Thế nên, việc tiêu diệt hệ thống hải mát nó không chỉ đơn giản là phá hủy khí tài của NATO viện trợ cho Ukraine mà bao gồm cả các chuyên gia của họ trong đó nữa. Trong khi đó, một báo cáo khác cũng chỉ ra rằng có ít nhất hai hệ thống hải mát đã bị phá hủy chứ không phải một tuy nhiên tôi chưa thể xác định được nguồn thông tin này và cũng chưa rõ hệ thống hai mát thứ hai bị phá hủy là ở khu vực nào bởi đoạn video chỉ là một khung cảnh được quay chụp bằng ống kính hồng ngoại ban đêm Tôi cho thấy một hệ thống hải mạt đã bị những người nga phá hủy từ trên cao thật không rõ đây có phải là một góc quay khác của hệ thống hai mát bị phá hủy đầu tiên hay không tôi sẽ làm rõ vấn đề này trong các bản tin tiếp theo nếu có những thông tin chi tiết Tạm thời, chúng ta có thể kết luận rằng chỉ tính riêng ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 3, Nga đã có những bước tiến lớn trên chiến trường, đồng thời phá hủy hai hệ thống xịn sò so con bò của NATO được ví như thần khí và thánh khí, đó là Abram và Hai Mát. Vô vàn những khoản tiền thưởng lớn đang đợi các chiến binh phá hủy được hai hệ thống trên, sĩ khí của quân đội Nga chắc chắn sẽ lên rất cao, còn sĩ khí của lực lượng vũ trang Kiev khỏi cần nói, các bạn cũng đã biết. Tôi nghĩ điều mà những binh lính Nga mong chờ nhất vào lúc này, đó là những chiếc tiêm kích F-16 của Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine. Nếu nó được tới kỳ ép thì người Nga sẽ điên cuồng săn những chiếc F-16 thậm chí còn hơn Abram Bởi vì nếu bắn hạ chắc chắn sẽ được thưởng rất rất lớn Chẳng biết có phải vì Ukraine quá bết bát trên chiến trường hay không mà một phương Tây tập thể lại chơi trò chơi bị ổi Tòa án hình sự quốc tế ICC vừa phát lệnh bắt giữ thêm các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga. Theo báo cáo của ICC, có trụ sở tại La Hay cho biết, hai sĩ quan hàng đầu là Trung tướng Sergei Kobilat của hạm đội hàng không tầm xa và đô đốc Viktor Sokolov của hạm đội biển đen bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh khi chỉ đạo tấn công vào các vật thể dân sự, gây ra tổn hại quá mức cho dân thường cũng như gây ra tội ác chống lại loài người. Với tôi, đây là một tòa án thối nát, mang nhục cho hai chữ quốc tế. Tôi không hiểu nếu hai sĩ quan hàng đầu này của Nga vi phạm tội ác chống lại loài người thì những gì mà Israel đang làm trên giải Gaza được gọi là cái gì nữa? 30.000 thường dân Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác bị thương. Chưa kể hiện nay khu vực Gaza đang bị phong tỏa, thiếu mọi nhu yếu phẩm cần thiết để có thể duy trì được sự sống. Tất cả cũng chỉ bởi vì Israel. Vậy tòa án ICC đã làm gì? Vâng, họ chẳng làm gì hết Bởi vì họ bị mù mà Thứ duy nhất mà họ có thể nhìn thấy Đó là làm mọi cách để có thể chống được Nga Trong khi đó, danh hài Macron Tôi phải đặc biệt sử dụng cụm từ danh hài để điền cho Macron giống như Zelensky bởi vì những lời phát ngôn tự vả chính mình của ông ấy. Trước đây, các bạn đều biết Macron kêu gọi các quốc gia của NATO cũng như EU điều quân tới Ukraine. Nếu không, thì quốc gia này sẽ mất hết. Nhưng chẳng có một quốc gia nào của NATO, thậm chí cả Mỹ, quan tâm tới điều mà Macron nói. Có lẽ quá thẹn vì việc lời kêu gọi của mình chẳng ai lắng nghe, thế nên Macron đã giải thích với truyền thông rằng việc ông kêu gọi các quốc gia phương Tây gửi quân tới Kiev chỉ nhằm mục đích mở ra một cuộc tranh luận cho mọi người. Tất nhiên là không có sự đồng thuận nào về việc gửi quân tới Ukraine một cách chính thức. Nhưng về mặt động lực, chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Macron cũng nhấn mạnh rằng Pháp không muốn gây chiến với người dân nga, nhưng sẽ làm mọi thứ cần thiết để ngăn chặn nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đồng thời, để chữa thẹn cho mình, Macron cũng tố phương Tây là đang hèn nhát. Ông ấy kêu gọi châu Âu hãy cùng nhau hành động về Ukraine và đặt ra những câu hỏi quan trọng rằng ai đã gây ra cuộc chiến này, ai đang đe dọa bằng vũ khí hạt nhân. Đây cũng là cuộc chiến của chúng ta. Châu Âu cần phải từ bỏ nỗi sợ hãi leo thang và những hạn chế. Được rồi, không khó để hiểu những logic trong lời phát biểu của các chính trị gia phương Tây. Lỗi chắc chắn rồi. Tất nhiên là tại Putin. Ông ấy kêu gọi châu Âu không nên sợ Nga, nhưng chính Pháp lại là những kẻ đang sợ hãi nhất. Châu Âu không gửi quân vì sợ Nga thì mặc châu, người Pháp không sợ thì người Pháp cứ gửi quân đi, nhưng mà Macron cờ bồng thì lại không dám làm điều đó. Chưa kể tới, chính Macron Cả Bồng cũng từ chối ủng hộ việc Biden tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để sử dụng. Trong cuộc họp báo chung với tổng thống Czech và ngày hôm qua, Macron đã bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với đề xuất của Ủy ban châu về việc đánh thuế lợi nhận thu được từ việc tái đầu tư các quỹ bị phong tỏa của Nga. Nó có thể giải phóng 3 đến 5 tỷ euro tiền lãi hàng năm để tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine. Tuy nhiên, Macron nhấn mạnh rằng tài sản cốt lõi bị phong tỏa sẽ không chịu ảnh hưởng. Tuyên bố của Macron có đoạn: "Chúng tôi không ủng hộ việc làm những điều bị cấm trong luật pháp quốc tế và mở ra một cuộc tranh luận mà tôi tin rằng sẽ làm suy yếu châu Âu." được rồi dù có cố gắng như thế nào thì đây vẫn là ăn cướp tiền lãi từ các tài sản bị phong tỏa của nga thì nó vẫn là tiền nga nhưng kẻ này vừa muốn ăn cướp nhưng lại muốn chứng minh cho thế giới rằng chúng tôi vẫn là chính nhân quân tử nếu phải sử dụng một cụm từ cho hành động của phương tây tôi có thể đặt nó là lưu manh có văn hóa trong khi đó nga và trung quốc đang thực hiện một siêu dự án chuẩn bị vượt xa hoa kỳ và phương tây báo cáo trên reuters chỉ ra rằng nga đang xem xét đưa nhà máy điện hạt nhân lên mặt trăng cùng với cả trung quốc Yuri Borisov, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, nói với truyền thông rằng Nga và Trung Quốc đã cùng hợp tác với nhau trong chương trình Mặt Trăng và Moscow có thể đóng góp chuyên môn của mình về năng lượng vũ trụ hạt nhân. "Chúng tôi đang xem xét nghiêm túc về dự án này để cung cấp và lắp đặt một bộ nguồn trên bề mặt Mặt Trăng cùng với các đồng nghiệp Trung Quốc. Điều này sẽ có thể cung cấp đủ điện cho các khu định cư trên Mặt Trăng trong tương lai. Đây là một thách thức rất nghiêm trọng. Nó phải được thực hiện ở chế độ tự động, không có sự hiện diện của con người." Chúng tôi đang thực sự làm việc trên một chiếc tàu kéo vào không gian, cấu trúc khổng lồ và nó có lò phản ứng hạt nhân, tua bin ở công suất cao. Vâng, không rõ điều này có liên quan gì tới những cáo buộc gần đây của Mỹ nói rằng Nga muốn đưa hệ thống vũ khí hạt nhân vào không gian này không. Nhưng theo tôi, với việc Nga và Trung Quốc đưa hệ thống nhà máy điện hạt nhân lên mặt trăng nếu thành công, thì về mặt ngữ nghĩa, mặt trăng sẽ nằm trong sự kiểm soát của Nga và Trung Quốc chứ không phải Mỹ. Thật ra hiện nay các siêu cường đang có một cuộc tranh giành các không gian sống mới ở ngoài vũ trụ ai nhanh chân hơn, ai cả mộc, ai xây dựng các cơ sở hạ tầng thì dĩ nhiên nó thuộc về những người đó bởi vì những khu vực này hiện đang đều vô chủ. Chúng ta không chỉ nói về không gian sống trong tương lai cho con người mà bao gồm cả nguồn tài nguyên thiên nhiên gần như vô tận chưa được khai phá trên các bề mặt không gian. Tôi nghĩ khoảng 50 năm nữa thôi, sự đối đầu của các siêu cường sẽ không còn ở trên trái đất nữa mà đó sẽ là cuộc chiến giữa các vì sao. Hãy cập nhật một chút về tình hình trên chiến trường thực địa. Vào mấy ngày qua, giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra ở một số nơi trước những đợt tấn công dồn dập của lực lượng vũ trang Nga. Trong mặt trận ở Rabotino thuộc khu vực Zaporozhye, trung đoàn 70 thuộc lực lượng vũ trang Nga đã có bước tiến không ngừng nghỉ, tái chiếm được nhiều km lãnh thổ. Hai sư đoàn 42 và quân đoàn 58 được cắt cử để xông thẳng vào vị trí của Ukraine, tiêu diệt bộ binh và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Kiev. Đoạn video đã cho thấy các trinh sát của Nga sử dụng máy bay không người lái để xác định các mục tiêu sau đó thực hiện một chiến dịch tấn công không ngừng nghỉ, bao gồm cả ngày lẫn đêm. Nói chung, ở khu vực Rabotino vẫn đang ở trong trạng thái giao tranh quyết liệt. Lợi thế rõ ràng đang thuộc về lực lượng vũ trang Nga với sự vượt trội về hỏa lực và đạn pháo. Trong khi đó, như các báo cáo ở một số video trước đây của tôi, khu vực Novo Mikhailovka nằm dưới Marinka và Adiivka. Quân đội Nga đã tiến được vào khu vực trung tâm của khu định cư và đang chiến đấu tiếp tục ở đó để đẩy lùi tất cả kẻ thù xung quanh. Nhìn vào bản đồ, chúng ta có thể thấy lực lượng Nga đang tấn công khu vực Novo Mikhailovka từ hai phía. Sức ép này khiến cho lực lượng vũ trang Ukraina đang phòng ngự ở khu vực Vuhledar phải cắt cử các quân nhân của mình tới Novo Mikhailovka để bảo vệ. Tuy nhiên, việc chia lửa này sẽ khiến cho hàng phòng ngự của Kiev ở Vuhledar sẽ mỏng manh hơn. Nga có thể tận dụng cơ hội này tấn công trực tiếp vào Vuhledar sau đó tái chiếm nó. Về việc đang gặp thế khó trong việc huy động các quân nhân mới, chế độ ở kiev không thể đủ người để bảo vệ cả hai khu vực trên. Theo báo cáo của các phóng viên chiến trường Ukraine nào cho biết, giao tranh chính ở khu vực Novo Mikhailovka nằm ở trung tâm bởi vì đây là nơi mà lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào. Ngoài khu vực Novo Mikhailovka, Nga còn trực tiếp tấn công vào Heo nằm ngay sát phía sau của Marinka. Hai loại vũ khí chính mà Nga sử dụng trong khu vực này đó là hệ thống phóng tên lửa hàng loạt MLRS cũng như hỏa thần TOS-1. Video đầu tiên cho thấy lữ đoàn 238 của Nga đã sử dụng hệ thống BM-27 Uragan MLRS để tấn công dồn dập vào khu vực Heohiyivka. Trong cuộc tấn công, Nga đã săn phẳng các khu tập trung được cho là căn cứ của các lực lượng vũ trang Ukraine. Sau đó, trong video thứ hai, Nga đã sử dụng hỏa thần TOS-1 để tiêu diệt tất cả các chiến binh Ukraine ẩn náu trong khu vực đó. Cần phải biết là hòa thần TOS-1 có thể gây ra sức nóng hơn 3.000 độ C, nó đốt cháy nhanh chóng mọi không khí xung quanh, không ai có thể sống sót dưới sức ép của nó. Rõ ràng, trước sự sụp đổ nhanh chóng của hệ thống phòng ngự Ukraine tại mặt trận Marinka, Nga đang bắt đầu triển khai những chiến dịch để tấn công những khu vực xung quanh bằng cách sử dụng những vũ khí hạng nặng. Họ không giấu giếm ý định đốt cháy các chiến binh Ukraine ở Heohiivka. Tuy nhiên, Tâm điểm của chiến dịch tấn công vừa qua lại là ở khu vực Odessa, tại sao ừ, bởi vì nơi đây có Zelensky tới. Trên Reuters đã có một bài viết với tiêu đề như sau, Nga tấn công cảng Odessa của Ukraine trong chuyến thăm của Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp. Báo cáo của Reuters chỉ ra rằng một tên lửa của Nga đã bắn trượt Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Hy Lạp cách đó chỉ có vài trăm mét khi nó đâm sầm vào các cơ sở hạ tầng cảng của thành phố Odessa gần biển đen. Theo các nguồn tin thân cận cho biết, vụ tấn công xảy ra chỉ cách khoảng 500 đến 800 mét so với nơi mà phái đoàn của Zelensky đang đứng. Ngoài việc phóng tên lửa, Nga còn sử dụng rất nhiều các máy bay không người lái Shahed để tấn công vào khu vực Odessa ngay khi Zelensky tới. Báo cáo của Ukraine cũng tố rằng Nga đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào dân thường, khiến cho một tòa nhà trung cư bị hư hại nặng. Trong số những người thiệt mạng, có cả trẻ em. Trước khi phân tích về vấn đề này có đúng hay không, chúng ta cần phải nghe Tổng thống online Zelensky cũng như giới tinh tướng cầm đầu của EU nói gì sau sự kiện tấn công ngô đại sả. Tôi không rõ là sau vụ tấn công, Tổng thống ngon có phải đóng bỉm hay không bởi vì tên lửa rời sát ông ấy có vài trăm mét. Nhưng ông ấy vẫn đăng một thông điệp chính thức trên kênh của mình một cách đầy tự tin như sau thế giới có đủ năng lực sản xuất vũ khí để tự vệ những vũ khí đó là cần thiết ngay bây giờ để bảo vệ cuộc sống của con người các quyết định phải được đưa ra ngay lập tức chứ không phải muộn hơn để bảo vệ những người phải chịu đựng các cuộc tấn công khủng bố cả ngày lẫn đêm chỉ đêm hôm trước hai mươi máy bay không người lái xài hét đã tấn công ồ đề xà trong khi đó một cuộc tấn công tên lửa khác cũng đã tập kích vào thành phố sáng nay khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng cần phải bảo vệ nhiều hơn tôi đã nói chuyện với thủ tướng hy lạp miso về cách chúng tôi có thể tăng cường sức mạnh cho người dân ở miền nam ukraine cũng sẽ có các cuộc đàm phán với các nước khác và nhà lãnh đạo của họ mọi hành động hỗ trợ đều sẽ được đánh giá cao các bạn có thấy phát biểu quen không nào cứ mỗi chính trị gia của phương tây tới ukraine là y như rằng sẽ có tên lửa hoặc máy bay không người lái bay sát sàn sạt bọn họ và sau đó là những lời xin tiền của zelensky tôi sẽ không đánh giá đây có phải là tên lửa của nga thực sự bắn tới hay không nhưng tôi khá chắc chắn một điều là những người nga không hề muốn giết zelensky Tại sao ừ? Bởi vì họ có thể làm điều đó từ cách đẩy rất lâu, rất lâu hoặc thậm chí bất cứ khi nào họ muốn. Nhưng người Nga rõ ràng là không muốn làm điều này. Tình báo Nga biết mọi động thái, nơi đến và đi của Zelensky. Nếu họ muốn, chỉ cần một phát là xong. Đơn cử như cách đây không lâu, Tổng thống online cũng có một chuyến công du tới khu vực Kherson. Và như các bạn đã thấy trên màn hình, hệ thống trinh sát của Nga đã quay chụp rõ ràng chuyến công du của vị Tổng thống online. Thế nên tôi mới nói rằng nếu người Nga thực sự muốn Zelensky đăng xuất thì họ đã làm từ lâu. Vấn đề ở đây chính là Tổng thống Putin vẫn muốn Zelensky làm tổng thống Ukraine. Câu hỏi chúng ta nên đặt ra vào lúc này là tại sao Tổng thống Putin lại vẫn muốn Zelensky làm tổng thống của Ukraine? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng một số khán giả của thế giới đã bình luận về việc này như sau. Một tài khoản tên là Radio nói rằng: Nga sẽ không bao giờ làm điều đó vì họ không muốn gánh chịu hậu quả việc ám sát Zelensky. Có thể sẽ tiếp thêm động lực viện trợ cho Ukraine và thậm chí có thể dẫn đến sự hỗ trợ trực tiếp hơn từ phương Tây. Trong khi đó một tài khoản tên là Alex thì bình luận như sau Họ không bao giờ ngắt lời kẻ thù khi hắn mắc lỗi Nương Nga rất thông minh Nếu họ giết ông ta thì họ có thể phải giết một ai đó khó hơn nữa Trong khi đó một tài khoản tên là Timothy thì phản hồi như sau Ukraine với một tổng thống giỏi hơn sẽ không tốt cho Nga Diễn viên Hải thì có thể ở lại Thật ra cũng có rất nhiều khán giả của kênh kiến thức chuyên sâu nói rằng Tại sao những người Nga không thanh lý Zelensky Thú thật tôi cũng thử suy nghĩ vấn đề này trong đầu và tôi thấy rằng việc đó chẳng mang lại lợi ích gì cho Nga cả. Zelensky chỉ là một con rồi, Mất một Zelensky thì phương Tây sẽ tạo ra một Zelensky thứ hai rất đơn giản và nhanh chóng. Chưa kể tới còn tạo cho phương Tây một cái cớ vô cùng hoàn mỹ để ép cả thế giới gia tăng áp lực chống Nga. Thật chớ chiều khi xét về mặt tình hình bây giờ, có vẻ như phương Tây lại là những người muốn Zelensky bị Nga thanh lý nhất, trong khi Nga lại là những người muốn bảo vệ Zelensky khỏi phương Tây. Tóm lại, người Nga vẫn thích một diễn viên hài làm tổng thống của Ukraine hơn là một chính trị gia thực sự. Vì vậy, vụ tấn công tên lửa sát sàn xịt, xít sàn sạt, tổng thống ngon nó có thể là chiêu trò của Zelensky để câu donate. Hoặc nếu chính xác đó là tên lửa của Nga thì mục tiêu của nó không phải là tiêu diệt tổng thống online mà là để phá hủy các cứ điểm cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực Odessa. Điều này khá tương thích với báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga. Họ nói rằng vào lúc 11 giờ 40 theo giờ Moscow, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa có độ chính xác cao vào một nhà chứa máy bay ở khu vực công nghiệp Odessa, nơi đang chuẩn bị cho việc sử dụng các xuồng không người lái để tấn công vào lãnh thổ của Nga trong khu vực Crimea và Biển Đen. Vụ tập kích là chính xác, mục tiêu đã bị bắn trúng. Một số hình ảnh cho thấy những cột khói đã được bốc lên ở gần khu vực Odessa. Hãy để chúng tôi nhắc các bạn rằng, trước đó Kiev đã coi đòn tấn công này như một nỗ lực nhằm vào mạng sống của Zelensky. Như vậy từ hai báo cáo của cả Nga và Ukraine chúng ta đã thấy vụ tấn công tên lửa vừa qua Nga không hề chủ đích nhắm vào tổng thống online mà là để tiêu diệt một căn cứ chứa những chiếc xuồng không người lái của lực lượng vũ trang Kiev. Đây chính là đòn đáp trả của lực lượng Nga sau khi con tàu Kotosov của họ bị chiếc xuồng không người lái của Ukraine tấn công vào mấy ngày hôm trước. Tiếp đó, chúng ta hãy phân tích vụ những chiếc máy bay không người lái của Nga bị Kiev tố tấn công vào khu vực dân thường, khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Đúng là Nga đã sử dụng những chiếc máy bay không người lái xà hét để thực hiện hàng loạt các vụ tấn công vào Odessa. Nhưng họ tập kích vào dân thường thì có tác dụng gì cho chiến thuật của quân đội? Nó chẳng có gì hết. Vậy, tại sao tòa nhà này lại bốc cháy ừ? Các bạn hãy xem hệ thống phòng ngừa của Ukraine được quay chụp khi mà Nga thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Odessa. Hàng loạt các hệ thống súng máy của họ bắn lên trời như thiên nữ tàn hỏa. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tất nhiên sẽ có một số máy bay không người lái bị trúng đạn và rơi xuống hoặc mất phương hướng. Vì vậy, nó lao vào nhà dân mới là điều thực sự logic. Điều này cũng tương tự như các vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine và sâu trong lãnh thổ của Nga. Sau khi những chiếc máy bay không người lái này bị áp chế điện tử hoặc bị bắn hạ, nó cũng đã có một số tình huống rơi vào nhà dân hoặc là khu trung tâm. Tuy nhiên, phương Tây và Kiev thì rất thích khóc thuê trong tình huống này. Là tổng thống online thì cũng thôi đi, bởi vì xét cho cùng, đó cũng là những người dân của ông ấy. Tuy nhiên, quý bà phụ khoa, tôi nhầm, chủ tịch của Liên minh châu Ursula von der Leyen thì khóc như chưa bao giờ được khóc. Bà ấy đã đăng một thông điệp trên kênh chính thức của mình như sau. Tôi cực lực lên án cuộc tấn công hèn hạ vào Odessa của Nga trong thời gian Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp tới thăm. Không ai bị đe dọa bởi nỗ lực khủng bố mới này Chắc chắn không phải là hai nhà lãnh đạo trên thực địa cũng như những người dân dũng cảm của Ukraine Hơn bao giờ hết chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn Giá mà bà ấy cũng khóc thuê nhiều như thế này khi mà 30.000 thường dân Palestine thiệt mạng Trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, chưa kể tới hàng trăm nghìn người khác bị thương Về những gì mà chế độ diệt chủng Netanyahu của Israel gây ra Thì tôi ít nhất còn có sự tôn trọng cho những lời nói của bà ấy Hãy nghe các công dân châu Âu mỉa mai như thế nào sau lời phát biểu này của quý bà Ursula một tài khoản tên là bì bò phản hồi như sau tôi đặc biệt ấn tượng với việc bà viết bài đăng mà không hề đọc những câu bình luận hoặc nhận xét đối với tôi điều đó giống như việc bà đi vệ sinh nhưng không bao giờ nhìn xem mình có để lại dấu vết gì không cuối cùng bà đã tìm thấy những tin nhắn trao đổi với mr paula chưa cho sếp nào chưa biết thì mr paula chính là chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn dược phẩm lớn pfizer Tất nhiên là của Mỹ rồi. Quý bà Ursula cũng dính vụ lùm xùm xung quanh câu chuyện ăn ngập mồm vụ mua vaccine Pfizer cho những công dân châu Âu lên tới hàng tỷ tỷ euro. Trong khi đó, một tài khoản tên là Lina thì phản hồi như sau. Khi nào bà sẽ lên án sự chiếm đóng của Israel? Ôi chúa ơi, bà thật kinh tởm và đạo đức giả biết bao. Vâng, nhiều sếp có thể không biết, nhưng cứ hỏi bất kỳ một công dân châu Âu nào có thích quý bà chủ tịch của bọn họ không, tôi khá chắc chắn rằng hỏi 10 người thì 9 người ghét quý bà Ursula một người mà không hề được các công dân của châu bầu lên nhưng lại sắp chuẩn bị được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai chủ tịch của liên minh châu trên reuters có một bài viết với tiêu đề như sau những người bảo thủ ở eu chuẩn bị tán thành von der leyen làm chủ tịch điều hành tiếp theo của khối theo đó nhóm bảo trợ chính trị hàng đầu của liên minh châu chính là đảng mang cái tên rất mỹ miều đảng nhân dân epp là những người sẽ ủng hộ trực tiếp chủ tịch ủy ban châu ursula von der leyen tái đắc cử trong cuộc bầu cử của eu vào mấy tháng nữa được biết rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Von der Leyen đã lãnh đạo Ủy ban châu Âu trong 5 năm qua. Bà đã đối mặt với đại dịch Covid cũng như cuộc chiến tại Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Reuters chỉ ra rằng nếu được các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU tái bổ nhiệm thì Von der Leyen sẽ có thêm một nhiệm kỳ khác để vạch ra các chính sách của mình từ viện trợ nhà nước, công nghệ lớn cho đến loại trừ đầu tư với cả Trung Quốc cũng như các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga đều biết rằng Đảng Nhân dân EPP là đảng lớn nhất của châu và họ cũng chỉ đề cử một ứng cử viên duy nhất là von der Leyen. Nghĩa là quý bà von der Leyen có khả năng rất cao sẽ tái đắc cử chủ tịch của EU. Giao cản lớn nhất của von der Leyen trong việc tái đắc cử đó là cuộc bỏ phiếu trong nghị viện châu sắp tới, nơi bà ấy sẽ phải đối mặt với một số quốc gia phản đối chính sách của mình trong liên minh. Tuy nhiên, theo ý kiến của cá nhân tôi thì việc quý bà von der Leyen tái đắc cử tỷ lệ sẽ là rất lớn. Đây chính xác là lợi ích nhóm Đảng Nhân dân EPP hoàn toàn ủng hộ Von der Leyen đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, nghe thật chua chát phải không nào? Ở Ukraine, Zelensky đại diện cho đảng đầy tớ của nhân dân nhưng lại đem toàn bộ nhân dân của mình vào cỗ máy xe thịt. Trong khi ở châu Âu, EPP, đảng của nhân dân nhưng quý bà Von der Leyen lại chẳng có nhân dân nào bầu lên. Thậm chí còn ghét bà ấy như mẹ. Vì chính sách của bà ấy, các bạn đều đã thấy, nó chẳng mang lại lợi ích nào cho bất kỳ nhân dân châu Âu. Đây mới chính là bộ mặt thật của xứ tự do, dân chủ và nhân quyền ở phương Tây đó. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào, có thừa tiền lẻ năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình, nó giúp cho kênh có thể tồn tại. Bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.